Chào anh chị, một vị CEO trẻ mới khởi nghiệp trao đổi với một người chủ kinh nghiệm cực kỳ thành công. Thưa ông, bí quyết thành công của ông là gì? Người thành công trả lời: bạn trẻ hãy nhớ 3 từ thôi, quyết định đúng. Vậy thì làm sao có được quyết định đúng? 2 từ thôi, kinh nghiệm. Vậy thì làm sao có được kinh nghiệm? 1 từ thôi, học. Vậy thì tôi phải học điều gì để có được cái kinh nghiệm đó? Bạn trẻ hãy nhớ 3 từ: quyết định sai. Như vậy trong cuộc đời của chúng ta, việc quyết định đúng và quyết định sai nó cứ xen kẽ với nhau các bạn. Đời mà có lúc lên voi, có lúc xuống chó, có lúc thịnh, lúc suy. Vấn đề là chúng ta đón nhận cái sự không, cái sự thất bại nó như thế nào. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo một tổ chức mà cố chấp độc tài, bạn cho rằng mình cực kỳ sáng suốt, mình cực kỳ tài năng, rất là thiên tài, luôn luôn đưa tổ chức từ thành công này đến thành công khác, không bao giờ thất bại, thậm chí bạn bóp méo số liệu để tạo ra cái thành công ảo, lừa cả người khác. Đó là một điều cực kỳ nguy hại. Thưa quý vị, chúng ta không mong đợi cái sai lầm, nhưng nó cứ đến. Vấn đề chúng ta đón nhận nó như thế nào, chúng ta có chịu trách nhiệm, chúng ta nhìn nhận vào đó để chúng ta phân tích, chúng ta cải tiến. Hãy nghiên cứu những cái sai lầm, nó sẽ có hữu ích hơn rất nhiều so với những cái thành công trong quá khứ các bạn nhé. Nếu chúng ta không làm như thế thì công ty cực kỳ nguy hại. Đó là một trong những cái lãng phí lớn nhất, lãng phí vấn đề tư duy. Vậy tôi kêu gọi các bạn hãy cắt bỏ ngay cái lãng phí đó. Các bạn hãy tham dự cái chương trình 30 video Kaizen cắt giảm lãng phí để chúng ta học tập những cái sai lầm của người khác. Thậm chí những cái sai lầm lãng phí đó cũng là cái sai lầm ngay trong công ty mình, để chúng ta Kaizen cải tiến, đưa tổ chức ta tiến lên. Xin cảm ơn các bạn.